lâu đây á thì có lẽ là tôi giới thiệu hết anh em vô đình chính giới thiệu và với để các anh kỹ thuật biết nhau vì mình đã biết gặp mặt nhau nhưng mà giờ chưa biết rõ thêm chút cho thâm tình hơn chút nữa đó. Đây anh hai tôi là anh Hà thì đâu thì anh Hà là phụ nhân phụ nhân anh phải giới thiệu anh phải giới thiệu là anh hai kết nghĩa chứ không phải anh hai ruột nha. Chạy qua đây, lon gì bạn? Nhảy cái, không nhảy lên ghế. Được rồi. Tiếp theo là anh Tô Tiến và phụ nhân. Nhảy lên ghế. Có mặt. Và là người thầy số 1 của tôi dịch hình. Không dám đâu. Cái nhà. Thứ ba. Mẹ nhất là chị gái là phu nhân của anh Thuận. Tiếp theo là chị Dâm, chị Văn. Phu nhân là một người bạn rất dễ thương của chúng tôi và đã đi về ở đây. Tiếp theo. Anh Khương và chị Thái một lần nữa. Chị Hương và anh Po. Còn đây nữa. Người ít thích chụp hình. Chị chị hai, xin quý anh chị cho tôi có được vài lời. Thì trước tiên là tôi xin giới thiệu đây là anh Thảo và là Hằng là người mà giúp rất đặc biệt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi rất vui mừng khi mà quý anh quý chị đến để mà dự cái buổi sinh nhật của trong nhóm của lịch trình ngày hôm nay. Vì chúng tôi căn nhà thì nhỏ nhưng mà tình thì rất là lớn, rất là rộng. Anh đã quý anh chị cùng đây là lần đầu tiên gặp nhóm của lịch trình nhưng mà quý anh quý chị cứ xem nhóm này giống như là anh em trong nhà. Khi nào cũng được quý anh chị ghé lại nhà chúng tôi chơi. Dạ, thì một lần nữa chúng tôi rất vui mừng được gặp các anh chị ngày hôm nay. Dạ, xin chân chào. Happy birthday to you.
xin nói chuyện. Và sau đây xin mời anh Định Xuân Bình có vài ý kiến. Vâng, thưa và tất cả các anh chị, rất là vui mừng chúng tôi được mời tới đây để giờ là cái vui là chính đúng và học hỏi của anh em khi mà Đà Nẵng, hy vọng là chúng ta sẽ có những cái việc gặp nhau, không những trong kiến trúc mà học riêng học chung sẽ có những cái dịp về sau này. Thì cảm ơn các anh chị rất nhiều. Thảo mu tới đằng kia đẹp hơn. Chị Thái là một đặc rất là bất ngờ thế này, là chị Thái mà hai con người nói tôi nghĩ cho tôi để mời chị Thái phát biểu và chị Thái cũng muốn phát biểu, đó là điều rất lạ. Vì thường ngày là chị Thái là một người rất ít nói, mà hôm nay là có cái niềm vui gì ghê lắm đây. Dạ, trước hết em xin cảm ơn thầy cô để cho chúng em có một ngày hôm nay chung vui với thầy cô và các anh chị. Và đặc biệt là hôm nay có ba cặp người đầu tiên trúc sư tới tham dự thì chúng em rất là vui. Mà đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay là đúng ngày của em, cô đã đến chăm em đúng ngày như vậy, em rất là cảm ơn thầy, thật cảm ơn thầy cô và tất cả các anh chị đã đến tham dự ngày hôm nay. Dạ. Ok. Mục đích và chương mục đích của buổi họ gặp gỡ hôm nay và chương trình thứ hai là giới thiệu quan khách và thứ ba là chúng ta còn nhập tiệc cùng ly. Ok, trời ơi, nhà có tay mà đã thì đi đâu rồi, đã thì đi đâu rồi. Đầu tiên tôi xin giới thiệu chủ nhà là cho danh nguyên địa điểm cho chúng ta học bài hôm nay là giáo sư Hoàng Thất Hà, là thầy của chúng tôi ở trường kỹ thuật Đà Nẵng. Và phu nhân là tức sao? Thì hôm nay chúng tôi xin nói về chủ đề. Bài ca bao la tình mến thiết tha tình người. Mừng sinh nhật anh, tôi gửi một nụ cười, vơi đi nỗi nhớ, vơi đi lòng chờ. Mừng sinh nhật anh, tôi nở lễ nhà thờ, mơ về bên anh thưa sang bên này. Mừng sinh nhật anh, một hộp đầy, đây là lời ước, đây là lời kính. Mừng sinh nhật anh, tôi chính lại tấm mình, cho đời nhân ái, chính danh tình người. Mừng sinh nhật anh, tôi gửi lại lời mời, trời cao đất thấp, đợi người sáng trời. Bao la tình mến thiết tha tình người. Mừng sinh nhật em, tôi gửi một nụ cười, vơi đi nỗi nhớ, vơi đi lòng chờ. Mừng sinh nhật em, tôi nở lễ nhà thờ,
về bên ấy, thở sang bên này. Mừng sinh nhật em, tôi lấy một hộp đầy. Đây là lời ước, đây là lời kính. Mừng sinh nhật em, tôi chính lại thân mình. Cho đời nhân ai, chính danh tình người. Mừng sinh nhật em, tôi gợi lại lời mời. Trời cao đất thấp, đợi người sáng trời. Thank you.